Yamaha R3 2020 được độ full đổ tại con béo của tôi, trừ cái tổng côn tổng phanh dầu Adelin 15 này ra. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em tất cả những con xe R3 2020 đang được lên đổ tại con béo của tôi, và mình sẽ đổ cho anh em trước cái bô cổ bô titanium. Cổ này là khác biệt so với cổ mà làm tại Việt Nam là gì? Là cổ này là cổ uốn nguyên khối. Thì anh em biết rồi, uốn nó rất là khó bởi vì titan nó rất là cứng nên là uốn rất là khó. Và nút trên cây xe là cây Akamovic Racing Line. Con này là chuẩn cho R3 MT03 nha anh em nhé. Racing Line của R3 MT03 luôn. Ok anh em, mình vào luôn từ đầu xe. Thì đầu xe này thì mình sẽ review luôn cho anh em. Trước hết là cái đầu xe thì các bạn thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với cái đầu xe zin đúng không? Cái đầu xe này là đã lắp thêm cái ốp đầu bằng nhựa ABS của cái gì? Của bản R3 2020 độ theo kiểu R6 2020. Đấy, thì ốp đầu nó dài hơn. Nó dài hơn so với zin. Cái độ che ánh sáng đi nó sẽ che đi một tí. Đấy. Cái này là ốp đầu R6, ốp đầu R6 ốp đầu R3 độ của 2020. Các bạn đời cũ không lắp được nhá, vì cái này nó khác hoàn toàn. Và cái R3 này thì anh em chỉ việc tháo cái ốp đầu zin ra, chúng ta bắt cái ốp đầu độ này vào là xong. Đấy, bắt cái ốp đầu độ này vào là xong. Kính chắn gió thì chủ xe sử dụng kính chắn gió của Hero. Đấy, các bạn nhìn từ đây là nó rất là đen đúng không? Nhưng khi từ nhìn từ trong ra thì nó sẽ có nhìn tầm nhìn rất là tốt. Nó như kính zin luôn. Đấy, anh em thấy không? Đấy, nhìn như kính zin để làm gì? Để khi mà anh em núp gió lên thì vẫn có thể nhìn được cái xe, vẫn được nhìn được cái mặt phía trước của xe. Đây, như chạy đây, nếu mà anh em chạy mặt kiểu núp gió nha, đấy, thì vẫn nhìn được, vẫn quan sát được. Đấy là lý do mà mình thay cái kính Hero này. Cộng với thêm là cái gì? Cái hướng gió đưa lên nó sẽ không đưa vào mặt, nó sẽ không đưa vào mặt mình. Đấy, nó sẽ không đưa thẳng vào mặt mình, chạy nó không bị khó chịu. Đấy. Và đầu xe thì mình thay thêm là 4 con ốc titanium. Đấy. Nhiều bạn thì hỏi là sẽ có bị ảnh hưởng ánh sáng không, thì ngay cả như con R15V3 nó cũng sẽ ảnh hưởng một tí ánh sáng này của bạn. Đấy, đấy là lý do mà chủ xe sẽ đã lên cái chống đổ và lên quả đèn chiếu sáng, thì mình sẽ đi sau. Đấy. Về cái này thì anh em nhìn thấy là tổng thể xe là mình có dán bộ đề can của Power Ranger. Đấy. Siêu nhân màu đỏ vàng. Thì bộ này nhìn lướt qua thì nó rất giống Iron Man đúng không? Đặc trưng của tông màu Iron Man. Và tiếp theo là cái vành thì mình đã sơn lại đôi vành màu vàng già để cho giống kiểu bản của R6. Đấy, đôi vành này là vành mình sơn lại và sơn từ rất lâu rồi. Đấy. Sơn từ rất lâu rồi. Và đây là tiếp theo nữa, ở dàn ghi đông thì các bạn thấy mình có lên mấy cái món đồ như này cho khách. Trước hết là cái gù chống rung, gù bằng thép chống rung, nó nặng, nó làm chìm đầu xe xuống, và mình hạ thấp cái ghi đông xuống để cái tầm lái của nó được chìm xuống hơn, nó thuần theo kiểu sport hơn. Ghi đông mình hạ thấp xuống. Và tiếp theo nữa là chủ xe có
thay thế ở đâu cái tổng Adeline 15 18 này, con này tổng gọi là kiểu tổng 17 đấy, tổng Adeline. Và bên tổng côn thì là Racing Boy S1. Con côn này rất nhẹ nhá, côn này rất là nhẹ, anh em rất nhiều anh em ưa chuộng con này, kể cả những bạn Z800, Z900, Z1000 đều có thể thay những con này, nhưng mà nó không phải là thương hiệu quá lớn như là TWM hay là như là Akosato hay là như Brembo, nhưng con này về hiệu năng thì nó rất là ngon. Racing Boy S1 đấy. Và cái chống đổ thì chống đổ R3 2020, mình lắp bộ chống đổ R3 2020 của Watt kèm với là cái cục chịu lực của GTA đấy, cục chịu lực của GTA. Thì lên bộ chống đổ này khi mà lắp cái chống đổ này vào nó sẽ không bị cạn. Và có một cách nữa là nếu mà anh em mà thích ngon bổ rẻ thì ở đây cái bộ chảng 3 này giống con R3 đời cũ, R3 đời cũ và MT03, thì chúng ta lắp đưa ra đây, chúng ta sẽ phải khoét nhựa ở đây hoặc khoét nhựa ở đây. Đấy, khoét một cái lỗ nhựa ở đây và đưa ra. Nếu mà chúng ta chấp nhận là khoét nhựa thì chúng ta sẽ lắp cái bộ kia thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Vì đơn giản lắp, nó có mỗi một cái pad lập là đây thôi. Nó có 3 chân lỗ đây và một chân lỗ là bắt con ốc nó xuyên ra. Đấy, thì bộ đấy nó chỉ có 650.000 thôi. Anh em thích ngon bổ rẻ mà chấp nhận khoét nhựa thì anh em có thể chơi bộ đấy. Nó rất là rẻ. Rất là rẻ, cộng với công năng của nó cũng chống đổ cũng như nhau. Đấy, về công năng thì nó là đều là chống đổ như nhau, nhưng mà về giá cả thì nó rẻ hơn. Nhưng mà rẻ hơn thì anh em phải chấp nhận cái việc khoan nhựa. Và tiếp theo nữa là ốp bình xăng thì các bạn biết rồi, cái bản R3 2020 thì cái ốp bình xăng nguyên bản này nó quá đẹp rồi, chúng ta không cần phải thay thế gì cả. Và cái ốp bình xăng thì mình không thay thế. Con này thì bình thường như nhà mình là nhiều khách người ta sẽ độ là những cái ốp đuôi R1M. Vì tại sao? Vì là cái đuôi zin này nó rất giống con MT03 lẫn cả con R3 đời cũ. Đấy, cái đuôi đặc trưng luôn, đuôi zin không có thay đổi tí nào từ cái form đời cũ lên form đời mới, y hệt luôn, hất từ đây lên đây là y hệt đời cũ luôn. Thì đa phần là những bạn nhà mình thường là độ là các bạn lắp thêm cái ốp đuôi R1M vào đây để làm gì, để nó thay đổi hoàn toàn cái hình dáng của R3 đời cũ. Đấy, vì dùng cả càng này, cả ốp gấp này rồi là tất cả các thứ để làm gì, để thay đổi cái hình dáng của xe đời cũ đi. Và cái xe này thì mình đang lên cho bạn ý là cái vành 5 inch. Đây này anh em này, anh em thấy cái vành 5 inch chưa? Vành 5 inch nhân 17 này. Đấy, vành 5 inch nhân 17. Đấy, vành 5.0 nhân 17. Và mình sử dụng quả lốp Powerpour Super Sport Evo. Sorry anh em, đây là con này Power này. Đấy, Super Sport Evo. Con này là size 180. Size 180 thì các bạn thấy là cái size nở to, rất là to đúng không? Vì là tại sao nó nở to? Vì cái vành của nó là vành 5 inch nên nó nở rất là to. Bát biển thì chủ xe là đưa bát biển ra ngoài nên là mình lắp cái bát biển cố định vào đây luôn. Bát biển cố định chuẩn cho R3 2020. Lắp pha lan ngay. Ở đây mình bật xi nhan và đèn hậu lên cho anh em này. Camera đứng đằng sau à. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Mình đang bật hazard cảnh báo. Bây giờ mình tắt đi nhá. Đấy. Cả xi nhan này. Thấy chưa? Các bạn thấy nó chạy chưa? Tắt máy ra. Bóp phanh này. Đấy. Và để mi bình thường khi đi trên đường. Đấy. Và con này thì là gì? Là con đèn hậu. Nếu mà các bạn biết rồi, đặt cái đèn hậu của hãng R3 của hãng thì nó rơi khoảng tầm 2.8 triệu hay 2.9 triệu gì đấy. Còn con này ngon bổ rẻ. Nếu anh em mà vỡ đèn hậu, anh em muốn thay đèn hậu, lấy luôn đèn hậu của Exciter 150, quá nhiều luôn. Con này là đèn hậu Audi A11 của Exciter 150, lắp chuẩn chỉ như zin, không cần chế cháo gì cả. Đấy. Đây là con đèn hậu của Audi A11 của Exciter 150, lắp chuẩn luôn, không cần chế cháo gì. Đấy. Và tiếp theo nữa là mình review cái mà cực kỳ là độc dược, chủ xe chơi rất kỹ. Đấy là cái gì? Cái cổ bô. Thì các bạn biết rồi, cổ bô titanium có hai kiểu đúng không? Một kiểu là nhập về, một kiểu thứ hai nữa là gì? Là chúng ta sẽ làm gia công bằng cái cổ titanium theo đúng form xe. Thì đây các bạn thấy sự khác biệt của cổ titanium và làm đây. À, cái này là đặt về. Thì bình thường làm thì chúng ta những cái đoạn uốn này thì ở Việt Nam mình, cái máy uốn của titanium thì nó sẽ rất là khó. Bởi vì tại sao? Vì là titanium là chất liệu là siêu nhẹ, siêu cứng, nên để mà uốn thì nó sẽ hay bị gập ống, nó không được là tròn ống, nó không được đẹp như là uốn inox. Thì cái titan là rất ít người uốn titan, mà đa phần là các bạn ý thường là hay là cắt từng cái mối hàn kiểu inox để ghép lại với nhau ấy. Đấy, mối hàn ấy nhìn trông rất là đẹp, nhưng mà cái sự bây giờ thì anh em chơi cái cổ cắt đấy quá nhiều, cổ gia công đấy nhiều, bây giờ thì chủ xe là đặt nguyên một cái cổ titanium này về. Đấy các bạn thấy không, nó uốn từ đầu đến cuối luôn.
Và cái này là titanium nhá. Thì khi chất liệu titanium thì là gì? Là khi mà anh em bẩn rồi thì lấy xăng lau một cổ vào phát xong rồi nổ máy lên là nó lại sạch bóng luôn. Đấy, rất là bóng. Và cổ titanium là full, full sheet luôn, đi xuống hẳn dưới luôn. Đấy, đi hẳn xuống dưới đây luôn. Đấy, tai bắt này, đi uốn hẳn này, đoạn này uốn này, đi thẳng lên này. Đấy, và đi vát lên đây luôn. Đấy, và con này là chủ xe đang sử dụng là con Po Akamovic Racing Line, bản chuẩn cho R3 MT03. Thì anh em hoàn toàn có thể search cái Akamovic for R3 for MT03 là ra con Racing Line này. Đấy, hàng này là hàng real, con này là hàng real. Đấy, rồi mình cho anh em nghe thử cái tiếng của con R3 2020 lên Po Akamovic nhé. Luôn là nghỉ, rất là vừa tầm với dòng xe hai máy đúng không anh em? Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Nếu mà thấy hay thì like, chia sẻ với bạn nào chưa đăng ký kênh của Con Béo Mô Tô thì đăng ký cộng vào nút chuông cho mình nhé. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau.